Cái nội dung của bài này thì nó là khá là cơ sở, tức là trong nhiều cái bộ môn cơ sở trước đấy thì mấy em đã được học, đặc biệt là các bộ môn như là mô phôi hoặc là sinh lý vân vân, thì các em đã được học về phôi, về sinh lý, sinh giao tử. Cho nên là cái phần bài hôm nay thì nó mang tính là hệ thống lại và nhấn mạnh một số vấn đề liên quan đến cái lâm sàng để những cái phần tiếp theo của sàng mà em học nó thuận lợi hơn. Cái đoạn nào thầy nói mà không rõ thì mấy em nhắn tin lên hết, đề nghị nói lại nhé, không đôi khi nói mà không biết là tín hiệu bên kia thế nào. Cái nội dung trình bày thì có 3 phần chính thôi. Thứ nhất là cái nhắc lại cái sự sinh giao tử, thứ hai là sự thụ tinh, và thứ ba là làm tổ. Thì một vài cái khái niệm cơ bản, tức là khái niệm về thụ tinh là một cái sự kết hợp giữa hai cái giao tử, đực và cái, ở người hay động vật cục vú, ở người mình hay đề cập gọi là tinh trùng hay là trứng đấy. Sự kết hợp của hai giao tử này ấy, nó sẽ tạo thành một cái hợp tử, sau đó nó phát triển thành cái phôi, và phát triển tiếp theo là cái thai. Kết quả của cái thai kỳ ấy, là tạo ra một cái cá thể mới, và cái cá thể mới này nó mang được các cái đặc tính của loài. Đặc tính của loài này ấy, là do cái sự bảo tồn lại được cái vật chất di truyền, và nhờ đó nó duy trì được cái loài giống. Đó là cái khái niệm chung về thụ tinh. Để mà đảm bảo chức năng duy trì loài giống ấy, thì cái vật chất di truyền cơ bản là một nhiễm sắc thể của loài. Ở người mình thì tế bào nó mang 23 cặp nhiễm sắc thể. Cái loài giới tính thì có hai cái loài nhiễm sắc thể khác nhau. Cái cặp giới tính này nó cung cấp hai loài, cho nên là nếu mà xét về loài thì mình có 24 loài nhiễm sắc thể, và nó sắp xếp theo một cái trật tự. Cái việc thụ tinh bình thường thì nó phải tái lập lại cái được bộ nhiễm sắc thể cho cái thế hệ sau, nó theo cái kiểu như vậy. 23 cặp. Một cái cá thể để thực hiện cái chức năng sinh sản thì nó phải đảm bảo được cái chức năng tạo và giao tử, tức là nó tạo ra những cái tế bào mà có thể mang cái vật chất di truyền của mình, phối hợp với cái vật chất di truyền của đối tác, tức là vợ hoặc là chồng. Thì sau đó nó mới kết hợp lại tạo thành một cái cặp, một cái bộ nhập sắc thể lượng bội. Thì cái quá trình mà tạo giao tử này á, thì nó sẽ trải qua hai cái hiện tượng phân chia chính: nguyên phân và giảm phân. Thì nguyên phân và giảm phân thì mẹ em đã học rất là kỹ ở các cái phân bài trước đây, và cái sự khác nhau cơ bản là liên quan đến cái kết cục phân chia, số lần phân chia và cái hiện tượng trao đổi chéo trong giảm phân. Thì nguyên phân thì một cái phân chia tế bào mà nó rất là phổ biến của hầu hết các cái tế bào sinh dưỡng. Mục đích là nó tạo ra các cái tế bào con, nó mang nhiễm sắc thể lượng bội rất là giống với tế bào mẹ. Và cái việc phân chia như thế này nó tăng cái số lượng tế bào con lên để bù đắp hoặc là để thực hiện các cái chức năng tiếp theo. Trong khi đó giảm phân á, thì nó trải qua hai lần phân chia. Lần phân chia thứ nhất thì mỗi cái nhiễm sắc thể như này nó về một cực, cho nên là kết cục của cái lần phân chia một á, thì nó là bộ nhiễm sắc thể đơn bội kép. Tiếp tục cái lần phân chia hai thì nó mới tách nhau qua tâm đồng, và nó tạo ra các cái tế bào con mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội đơn. Đặc biệt cái trong cái giảm phân một thì cái trung kỳ giảm phân một có cái hiện tượng tiếp hợp trao đổi chéo, cho nên có thể nó dẫn đến các cái kết quả là các cái nhiễm sắc thể nó khác so với cái mà bản gốc và ban đầu. Về chuyển sinh giao tử thì cái quá trình đầu tiên nó phải là nguyên phân. Cái nguyên phân này nó xảy ra rất sớm, khi mà cái phôi khoảng 4 5 tuần, và các tế bào mầm nguyên thủy là tiền thân của các cái hệ cơ quan của sinh dục hay là các cái tế bào của giao tử sau này đấy, thì nó vừa di chuyển vừa phân chia.
và nó tăng về số lượng từ cái thân của cái nọ hoàng, nó đi theo cái thân và nó điểm ngang hai bên gơ sinh dục để sau này nó phát triển thành tuyến sinh dục. Đối với người nữ á, thì sự phát triển của cái giao tử, cụ thể đây là nọ hay là trứng đấy, thì nó sẽ phát triển song song với một cái cấu trúc ở bên ngoài, đó là cái nang nọ. Điều kiện phát triển nọ thì nó cần trải qua phân chia nguyên phân để tăng về số lượng, vừa di chuyển và sau đó nó sẽ bắt đầu quá trình giảm phân. Thì quá trình này nó sẽ diễn ra ở nhiều cái mốc khác nhau trong cuộc đời của người nữ, cũng như là cái thời điểm mà tinh trùng xâm nhập vào vị trứng để kết thúc cái lần giảm phân cuối cùng. Song song với cái điều kiện của noãng thì nó phải nằm trong một cái nang. Cái nang này là cái điều kiện cơ bản để nó tạo cái môi trường ổn định cho sự phát triển của noãng, đồng thời mà chế tiết các hormone sinh dục để đảm bảo các cái chức năng về mặt sinh sản cũng như là cái sinh lý của sinh dục phụ khoa. Cái noãng của người nữ á, thì nó có những cái điểm mốc quan trọng. Thứ nhất là từ các tế bào mâm nguyên thủy thì nó phân chia nguyên phân liên tục thành các noãng nguyên bào, sau đó thành các noãng bào. Và ngay ở trong thai kỳ, khi mà cái phôi thai nữ đấy, cái thai nữ mà nó đạt được khoảng giữa thai kỳ, thì nó bắt đầu cái quá trình giảm phân ở tiền kỳ giảm phân 1, và nó sẽ dừng lại ở cái giai đoạn này, gọi là block thứ nhất. Thì những cái noãng mà nó đã bắt đầu tiền kỳ giảm phân 1 thì người ta sẽ gọi là noãng bào sơ cấp. Khi mà nó cả cái noãng này nó vẫn tồn tại như vậy đến tuổi dậy thì, và chỉ khi nào mà nó được chiếu mổ vào trong cả cái đoàn hệ nang noãng để sử dụng, thì trong chu kỳ kinh nguyệt dưới tác động của đỉnh LH là cái hormone gây hoang thể hóa, thì nó mới thúc đẩy cái quá trình giảm phân này, và cái quá trình giảm phân nó sẽ tiếp tục đi đến trung kỳ của giảm phân lần 2 và tiếp tục block lần thứ 2. Như vậy có hai thời điểm mà cái noãng nó bị block. Cái block lần 2 này nó chỉ được giải phóng khi mà có tinh trùng nó xâm nhập vào với cái noãng, thì cái noãng này nó sẽ kết thúc giảm phân. Sơ đồ hóa thì trong giai đoạn thai kỳ thì cái quá trình phân chia nguyên phân để giúp cho các cái noãng nguyên thủy ấy, nó sẽ phát triển thành noãng bào, sau đó nó đi vào cái tiền kỳ giảm phân 1 gọi là noãng bào sơ cấp. Khi sinh ra thì trên buồng trứng của bé gái ấy, là còn khoảng 2 triệu so với 7 triệu cái noãng nguyên bào và noãng bào ở cái giai đoạn thai kỳ. Tức là khi mà cái thai kỳ mà khoảng 20 tuần thì trên buồng trứng của bé gái ấy, là nó có khoảng 7 triệu. Và đến khi sinh ra đời thì trên buồng trứng chỉ còn khoảng 2 triệu các cái noãng bào sơ cấp. Và cái noãng này nó cũng sẽ tồn tại như vậy ở một cái trạng thái block thứ nhất đó đến khi nào mà nó được chiếu mổ theo từng cái đoàn hệ. Nghĩa là với một người nữ mà khoảng 10 tuổi đến 12 tuổi bắt đầu dậy thì sẽ có những cái đoàn hệ đầu tiên của nang noãng nó được chiếu mổ. Thì những cái noãng mà được sử dụng ở giai đoạn sớm á, thì nó tương ứng với cái tuổi của người nữ đó. Còn ví dụ như người nữ mà tuổi 40 thì họ vẫn có cái sự chiếu mổ nang noãng, và cái những cái noãng ở bên trong của cả cái nang đó là tương ứng với cái tuổi của người nữ, tức là nó đã 40 năm rồi. Và trong một chu kỳ như vậy thì cả cái noãng nó sẽ phát triển cùng với cái nang noãng đó, và nó đi đến cái giai đoạn trưởng thành và phóng noãng. Trên buồng trứng của người nữ thì nó có nhiều giai đoạn khác nhau của các noãng nằm bên trong các nang noãng. Cơ bản hầu hết cái dạng dự trữ là các cái nang noãng sơ cấp chứa các cái noãng bào sơ cấp. Sau cái giai đoạn chiếu mổ thì nó sẽ trở thành nang thứ cấp, là cái nang nó có chứa các hốc dịch, và sau đó nó phát triển thành nang tam cấp và phóng noãng. Sau khi phóng noãng thì cái nang nó còn lại nó trở thành hoang thể, và nó tiếp tục duy trì đến nửa sau của chu kỳ kinh nguyệt hoặc là giai đoạn sớm của thai kỳ. Cái noãng bào thoát ra thì nó sẽ tiếp xúc với tinh trùng và thụ tinh. Sau khi có thụ tinh thì
block lần 2 được giải phóng và cái nó sẽ kết thúc giảm phân để tiếp tục kết hợp với cái phân nhiễm sắc thể của tinh trùng. Đây là cái sơ đồ hóa cái sự biến đổi về số lượng cái nọ bao của người nữ. Giai đoạn 20 tuần tức là giữa thai kỳ đấy, thì cái số lượng của cái nọ bao nó đạt khoảng 7 triệu. Tới khi bé gái sinh ra đời thì nó còn khoảng 2 triệu. Nhưng mà tính đến cái thời điểm dậy thì khoảng 10 đến 12 tuổi khi mà nó bắt đầu hoạt động về mặt chức năng sinh sản đấy, thì trên buồng trứng là chỉ còn khoảng 300 đến 400 ngàn cái nọ bao. Đây là con số lớn nhất bởi vì bản thân là những cái nọ bao sơ cấp nó không còn có thể phát triển phân chia nguyên phân đường nữa và nó chỉ có thể giảm đi thôi. Cho nên số lượng nọ hay số lượng trứng của người nữ theo thời gian, theo tuổi đời thì nó chỉ có giảm đi, không có tăng lên. Cái khoảng mà số lượng nọ, số lượng trứng đấy tốt và cái chức năng hoạt động sinh sản tốt nhất là từ 20 đến 30 tuổi. Sau 35 tuổi thì cái số lượng nọ của người nữ giảm rất là nhanh và đồng thời là với cái sự giảm về số lượng này thì chất lượng nó cũng giảm đi. Bởi vì cái tuổi đời và các cái ảnh hưởng khác nhau. Sau 45 tuổi thì cái số lượng nọ còn lại rất ít. Cái cấu trúc của các cái nang từ nang nguyên thủy, nang nguyên thủy chỉ là một cái lớp tế bào ở bên ngoài, bên trong là cái nọ. Khi mà nó được chiêu mổ thì nó chiêu mổ mỗi đoàn hệ như vậy là vài chục cho đến vài trăm cái nọ nằm bên trong là của cả cái nang. Mỗi cái đoàn hệ như vậy nó sẽ phát triển khoảng từ 2 đến 3 tháng để nó trở thành cả cái nang tiền khoang hay là nang thứ cấp. Sau đó là nó tích lũy dịch và cái mức độ tích lũy này nó sẽ đến một cái mức khoảng 20 mm, tối đa là khoảng 20 đến 52 chẳng hạn, người ta gọi là cái nang trưởng thành, nang tiền phóng nọ. Cái cấu trúc của cái nang tiền phóng nọ thì nó có cái tế bào vỏ ở bên ngoài này, cái lớp măng đáy, tế bào hạt ở bên trong, đây là cái dịch nang và cái cấu trúc cái nọ. Bao xung quanh cái nọ thì nó có cái tế bào van tia, một lớp tế bào van tia, rồi cả cái tế bào hạt ở bao quanh. Đó là cấu trúc của một cái nang nọ, chứa cái nọ ở bên trong. Khi mà có tác động của đỉnh LH tuyến yên thì nó sẽ vừa tác động hai cái cơ chế. Một cái cơ chế là nó tác động trên cái nọ để kích hoạt cái giảm phân của cái nọ, và nọ nó sẽ nhanh chóng giảm phân để nó đạt đến cái trung kỳ của giảm phân lần hai. Đồng thời á, thì cơ chế thứ hai là nó tác động trên cái thân của cái nang nọ và nó kích hoạt cả cái phản ứng viêm đó, nó gây phá vỡ các liên kết trên cái thân nang nọ và nó gây vỡ nang và phóng nọ. Như vậy hiện tượng phóng nọ này á, là kết cục của LH, trên đồng thời là sự cái cấu tạo của thân nang và điều kiện giảm phân của cái nọ ở bên trong. Khi cái nọ được giải phóng ra khỏi cái buồng trứng rồi á, thì nó sẽ đi một cái nọ này gồm cả cái tế bào hạt và tế bào van tía đi cùng với nó và cái dịch của cái nang ở bên trong đi ra. Thì cả cái tua Richard của voi tử cung nó sẽ phất phơ ở trên bề mặt buồng trứng như thế này, và đặc biệt là cái nhu động của voi tử cung nó sẽ giúp hút cái khối này vào bên trong lòng voi, và cái nọ nó sẽ nằm ở đồng bóng của voi tử cung, là cái nơi mà lý tưởng cho cái sự thụ tinh. Đối với người nữ ấy, thì sinh giáo tử đó là tạo được tinh trùng. Cái tinh trùng là một cái sản phẩm của cái phân chia tế bào, nhưng mà nó phải thể hiện rất nhiều cái chức năng rất là độc đáo. Tức là một cái con tinh trùng thì mấy bạn biết nó cần phải có ba cái điều kiện. Thứ nhất là phải di chuyển, nó phải chuyển động thật là tốt ha. Tốt tức đây là phải vừa nhanh, là có tốc độ và thẳng,
là phải di chuyển thẳng đấy, là có định hướng. Cái thứ hai ấy, là nó phải mang được cái bộ nhiễm sắc thể đến bụi đơn hoàn chỉnh, tức là kết thúc giảm phân. Và cái thứ ba là nó phải có khả năng thụ tinh với cái nọ, tức là khi đến được với gặp cái nọ rồi thì nó phải xuyên thủng được cái nọ để đưa cái phần vật chất di truyền của nó vào bên trong. Chính vì vậy mà cái sự sinh tinh là một cái quá trình có thể gọi là phức tạp. Nó có hai cái giai đoạn chính, đó là giai đoạn giảm phân để tạo được một cái bộ nhiễm sắc thể đơn bụi đơn hoàn chỉnh đấy, và cái giai đoạn thứ hai là sự biệt hóa về mặt cấu trúc để nó tạo ra những con tinh trùng nó có những hình thái tốt và nó đảm bảo được các cái chức năng yêu cầu cho cái thụ tinh. Thì quá trình phân chia tinh trùng thì nó rất là lâu, trên 2 tháng, 64 đến 65 ngày. Và cái tinh trùng mà tạo ra này thì mới ở trong lòng của sinh tinh thôi, trưởng thành đầy đủ mà cũng như là trong túi tinh. Cái sự giảm phân của tinh trùng á, thì nó khác so với cái nọ, tức là cái sự phân chia ban đầu nguyên phân từ cả cái nguyên bào thì nó diễn ra liên tục, cho nên cái nguồn mà tạo tinh trùng thì nó sẽ tồn tại có thể gọi là cả đời của người nam à, kể từ khi dậy thì từ tinh nguyên bào tuýp A trở thành tinh nguyên bào tuýp B, rồi sau đó nó mới bắt đầu đi vào giảm phân để khi mà có cái quá trình điều hòa. Thì cái quá trình giảm phân này á, nó giảm phân một nó tạo ra tinh bào một, sau đó nó giảm phân lần hai để tạo ra tinh bào hai, và là gọi là sau đó nó trở thành tinh tử. Cái tinh tử á, thì nó là kết thúc giảm cái thành của tiểu quả sinh tinh. Thì có rất nhiều cái giai đoạn khác nhau của cái quá trình sinh tinh. Tinh nguyên bào tuýp A đầm, rồi tuýp A nhạt, rồi tinh nguyên bào tuýp B, rồi sau đó giảm phân tinh bào sơ cấp, tinh bào thứ cấp, tinh bào một, tinh bào hai đó. Sau đó giai đoạn tinh tử sớm, rồi giai đoạn cuối, và nó biệt hóa hoàn toàn và trở thành tinh trùng. Cái sự biệt hóa thì nó gồm những cái nhiều cái hiện tượng, nhưng cơ bản á, là nó loại bỏ hết các cái bào quang và cái phần bào tương không cần thiết. Bởi vì mấy bạn biết thì con tinh trùng mà nó muốn di chuyển tốt, tức là vừa mạnh vừa định hướng á, thì nó phải nhẹ, gọn nhẹ và phải cân đối. Những cái phần bào tương là cái phần mà chiếm một cái trọng lượng rất là lớn trong cái tế bào, thì những cái phần không cần thiết thì nó phải loại bỏ đi. Nếu mà nó không loại bỏ hoặc là nó loại bỏ không hoàn toàn thì cái gánh nặng của bao tương, kể cả những cái giọt bao tương còn đọng lại như thế này, người ta gọi là giọt các thể thể thừa đấy, giọt bao tương nó làm cho con tinh trùng nặng nề, mất cân đối, có thể nó di động mất định hướng thì nó không có thể đi thẳng đến với cái nọ hay là đi thụ tinh được với cái nọ. Thì cấu trúc cơ bản của tinh trùng á, thì nó có cái đầu, cái cổ, đoạn giữa, đoạn chính và đoạn cuối. Đoạn chính và đoạn cuối á, thì người ta gọi chúng là phần đuôi. Cái phần đầu á, thì nó có cái phần nhân và phần thể cực đầu. Cái phần thể cực đầu á, là cái phần mang cả cái men có thể tiêu protein, cơ bản là hyaluronan rồi acrosin vân. Và rồi cái phần nhân á, là mang cái bộ nhiễm sắc thể đến bụi đế hoàn chỉnh. Ở đây bằng ba bảo là đang đang trình bày đấy, mấy bạn khác có thấy slide không?
Rồi, mời bạn thầy lại đó ha. Rồi, tốt. Thầy sẽ nói lại cái slide này này. Là cái slide mà cái giai đoạn 2 của cái quá trình sinh tính đấy, là biệt khỏi về mặt cấu trúc. Tức là biệt khỏi về mặt cấu trúc, mục đích là nó loại để bỏ những cái bao quang và phân bao tương thừa, không cần thiết. Giúp giúp cho con tinh trùng nó trở nên cô đặc, gọn nhẹ, đó, cân đối để nó có thể thực hiện cái chức năng di chuyển một cách là tốc độ và có định hướng. Và kết cục của cái biệt khóa này á, thì con tinh trùng nó có cái cấu tạo là phần đầu này, đoạn cổ, đoạn giữa, đoạn chính và đoạn cuối. Thì đoạn chính và đoạn cuối á, thì gọi chúng là cái đuôi. Phần đầu thì nó có cái thể cực đầu, cái acrosome là thể cực đầu. Bên trong nó có chứa cả cái men hyaluronidase và cái acrogen. Mục đích là nó làm tiêu protein của cái màng zona của cái nọ, là cái màng thấu quang của cái nọ. Cái phần nhân của cái đầu tinh trùng là cái kết quả của cái quá trình giảm phân hoàn toàn. Cái phần đoạn giữa chủ yếu là các cái tinh lạc thể, gọi là cái bao quang tối thiểu cần thiết ở cái dạng xoắn. Và cái phần đuôi á, là cái cấu trúc của chín cái cặp ống. Chín cái cặp ống này nó sắp xếp theo dạng là một cái cặp ở trung tâm và tám cái cặp ống ở ngoài vi. Thì cả cái cặp ống này nó có cả cái cánh tay đồng. Cánh tay đồng này nó ti lên với nhau. Và dưới tác động của cái ATP là cả cái nguồn năng lượng cơ bản, thì nó giúp cho cánh tay đồng này nó trượt lên với nhau và tạo ra những cái chuyển động xoắn ốc giúp cho con tinh trùng nó lao về phía trước. Cái kiện hiển vi điện tử nó phóng đại cái cấu trúc của tinh trùng. Cái phần đầu nó có cái thể cực đầu và cái phần nhân tiếp theo, cái cấu trúc ở cổ, và cái phần đoạn giữa gồm có nhiều cái tỷ lạp thể dạng xoắn bao quanh cả cái cấu trúc ống ở giữa. Ở giữa thì cái đuôi là nó có 9 cặp ống, một cặp ở trung tâm và 8 cặp ở ngoài vi, và nó di chuyển với nhau như cả cánh tay đồng. Khi có kích thích tình dục thì người đàn ông xuất tinh vào trong âm đạo. Điều kiện của âm đạo á, là môi trường axit pH nó rơi vào khoảng 3,8-4,5. Đối với tinh trùng á, thì nó ưu thế cái môi trường kiềm khoảng 7,2-8. Như vậy nếu mà tinh trùng mà tiếp xúc trực tiếp với môi trường âm đạo thì nó sẽ chết, nó sẽ không thể tồn tại trong điều kiện axit như vậy được. Tuy nhiên cái sinh lý á, thì cái tinh trùng ở cái điều kiện của tuổi tính á, thì nó sẽ được phá với cái tinh tương, tức là dịch tiết cơ bản của tuổi tính và cái tuyến tiền liệt, là những cái môi trường nó có tính kiềm rất là mạnh. Khi mà xuất tinh ra thì cái hỗn dịch đó gồm có tinh trùng và tinh tương, gọi chung là tinh dịch, nó sẽ ban đầu nó sẽ cố đặc trong khoảng vài phút, sau khoảng 5 đến 10 phút thì nó sẽ hóa lỏng. Và cái điều kiện kiềm của cái môi trường tinh tương nó sẽ giúp trung hòa cái môi trường axit của âm đạo. Và cái sau khi hóa lỏng thì tinh trùng nó sẽ bơi ra khỏi cái lớp tinh tương đó, và nó sẽ bơi lên. Cái xu hướng của tinh trùng là vậy, nó bơi và nó có chỉ biết bơi lên. Bơi lên thì nó lên được ống cổ, lên vào trong buồng tử cung và bơi ra voi tử cung. Tại vị trí voi tử cung này nó sẽ gặp được cái nọ. Một trường hợp mà bình thường mà khi xuất tinh thì có thể cả 100 đến 200 triệu tinh trùng. Tức là tối thiểu là 1,5 ml. Và trong 1 ml là tối thiểu là 15 triệu. Nhưng mà thông thường thì có thể 40 đến 60 triệu trong 1 ml. Và mỗi lần xuất có thể 2 đến 3 ml. Thì có thể từ 100 đến 200 triệu tinh trùng. Đây là một cái con số rất là lớn. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có được những cái mẫu nhưng mà mẹ em đang thấy ở trên hình đó, như là mẫu tốt. Có những trường hợp thì cái số lượng nó ít hơn. Mặc dù vẫn có những con là di động rất là tốt, nhưng mà cái số lượng thì nó cũng nhiều và nhiều tinh trùng bất động.
Có những trường hợp con xấu hơn, chỉ được một vài con di chuyển. Cái này ấy, là có di chuyển nhưng mà không tiến tới trước được, cứ loay hoay tại chỗ thôi. Đây là những con mà có tiến tới nhưng nó không định hướng được. Con này thì có định hướng nhưng mà nhìn hình dạng là bất thường. Như vậy là những cái mẫu như thế này cơ hội rất là thấp. Tất nhiên có vẫn còn hơn không. Có những trường hợp là không có tinh trùng trong cái dịch xuất ra, mặc dù vẫn có 2-3 ml xuất ra nhưng mà không có tinh trùng. Tinh trùng mà khi đến được với cái noãn á, thì nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với cái noãn và nó sẽ có xu hướng để phá vỡ cái liên kết giữa các tế bào và tiếp xúc với cái màng thấu quang của cái noãn. Tinh trùng thường nó có xu hướng tiếp xúc theo mặt tiếp tuyến hơn là thẳng góc, và cái cấu trúc men tiêu protein của thể cực đầu nó sẽ phá vỡ cái màng thấu quang, là cái màng zona pellucida của cái noãn. Sau khi mà qua được cái màng zona rồi thì cái phần bào tương của tinh trùng nó sẽ tiếp xúc với màng bào tương của cái trứng hay là của cái noãn, và nó sẽ đẩy cái phần nhân của tinh trùng vào bên trong. Sau khi mà cái tinh trùng nó xâm nhập qua màng bào tương của cái noãn á, thì cái noãn nó kết thúc cái trung kỳ giảm phân lần hai và đi nhanh chóng kết thúc giảm phân lần hai, nó phóng ra cái thể cực thứ hai vào trong khoang quanh noãn. Và sau đó thì hai cái phần nhân của noãn và của tinh trùng nó sẽ đi đến gần lại với nhau. Thì thời điểm này á, người ta gọi là hai tiền nhân. Hai cái tiền nhân là một cái tiền nhân đực, tiền nhân cái. Sau đó hai tiền nhân này nó nhanh chóng hòa lẫn với nhau và nó sắp xếp lại cái bộ nhiễm sắc thể và thực hiện sửa lần phân chia đầu tiên của cái phôi. Cái điều kiện để thụ tinh á, thứ nhất là những con tinh trùng này nó phải được hoạt hóa. Hoạt hóa tức là một cái tình trạng biến đổi về mặt chức năng sau khi mà tiếp xúc với các cái điều kiện ion. Cơ bản là cái đường môi trường của đường sinh dục nữ. Và khi khi được hoạt hóa thì tinh trùng á, nó có khả năng để nó tiết cả cái men ở đầu tinh trùng ra, là cái men trong cái thể cực đầu đấy, để nó làm phá vỡ liên kết giữa các tế bào hạt bao xung quanh cái noãn, và nó phá vỡ cái protein ở trên màng zona. Đây là cái điều kiện bắt buộc để con tinh trùng nó có thể xuyên thủng cái noãn. Như vậy rất là quan trọng ha. Những cái con tinh trùng mà dị dạng hoặc là cái đầu tròn, nó không có thể cực đầu thì nó không thể thực hiện cái chức năng thụ tinh do không có phản ứng thể cực đầu. Cái phản ứng tiếp theo là phản ứng vỏ ngăn đá thụ tinh. Tức là mình biết một cái noãn thì nó chỉ cho phép một con tinh trùng xâm nhập, và khi con tinh trùng đầu tiên xâm nhập á, nó đi qua được khỏi khỏi cái màng bao tuyến của cái noãn á, thì nó sẽ gây ra một cái hiện tượng gọi là huy động điện thể màng, tức là cả cái điện thể ion magie và canxi ở trong bao tương nó sẽ tăng cường ở bên dưới cái màng bao tương của cái noãn, và nó thúc đẩy cái sự là phản ứng của các sợi actin và sợi hyalin. Các cái cấu trúc này nó sẽ liên kết lại tạo thành một cái hàng rào vững chắc, và nó làm cho cái màng thấu quang của noãn trở nên rất là cứng. Thì khi mà nó đã mà phản ứng vỏ xảy ra rồi á, thì những cái con tinh trùng tiếp theo nó không thể xuyên thủng được cái màng zona này nữa, bởi vì cái liên kết lúc này nó giống một hàng rào bảo vệ. Nếu những cái noãn mà nó không thể thực hiện chức năng bảo vệ như thế này, nó để cho nhiều hơn một tinh trùng xâm nhập, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đá thụ tinh. Đá thụ tinh thì cái bộ nhiễm sắc thể tổng hợp là nó không còn bình thường được nữa. Nè, nó không còn phải 23 cộng 23 thành 46 nữa, mà nó có thể thành 69 hoặc là hơn. Vâng. Sau khi tinh trùng xâm nhập á, thì cái giai đoạn tiếp theo người ta gọi là phát triển phôi trước lâm tổ, tức là cái giai đoạn khoảng 6 ngày đầu tiên kể từ khi tinh trùng xâm nhập vào cái noãn. Nó có những cái sự kiện cơ bản như thế này. Giả sử thời điểm tinh trùng xâm nhập cái noãn là thời điểm zero, thì sau 18 tiếng sẽ có một cái cấu trúc noãn, ở bên trong là có hai cái tiền nhân. Hai cái tiền nhân này á, một cái là tiền nhân đực, một cái tiền nhân cái. Cái tiền nhân cái lớn hơn tiền nhân đực chút, và
sau 24 tiếng thì nó thực hiện lần phân chia đầu tiên, tạo thành được phôi hai tế bào. Như vậy đây là ngày đầu tiên kể từ khi thụ tinh. Sang ngày thứ hai thì nó thành phôi 4 tế bào, ngày thứ ba thành 8 tế bào, ngày thứ tư nó có thể là 16-32 tế bào. Và do cái sự phát triển phân chia rất mạnh, nhưng mà nó diễn ra ở bên trong một cái thể tích cố định, cái mang zona, cái mang thấu quang ở bên ngoài cái nọ thì nó không thay đổi, nhưng mà bên trong thì phân chia rất mạnh, cho nên áp lực ở bên trong của nọ nó tăng lên rất là mạnh, nó đè ép các cái phôi bào, và cái ranh giới giữa các phôi bào nó trở nên là rất là mờ. Và khi mà nó tiết tăng tiết dịch nữa thì cái phần dịch ở bên trong cái nang nó càng lúc càng căng, thì người ta gọi là cái khoáng phôi nang. Lúc này đây là phôi nang khoảng ngày thứ năm, và nó đẩy cái một cái nhóm tế bào phôi về một cực, người gọi là cực phôi, và bên xung quanh là cả cái tế bào bao bên ngoài cực đột phôi. Khoảng cuối ngày năm hoặc đầu ngày sáu, khi mà áp lực ở bên trong cái phôi nang này nó quá căng thì nó sẽ phá vỡ cái màng zona, nó đẩy cái phôi nang này ra ngoài, người ta gọi là phôi thoát màng. Đây là cái hình ảnh của giai đoạn phân chia của phôi trưởng lâm tổ, tức là từ một cái nọ trưởng thành, tinh trùng xâm nhập 18 tiếng sau thì mấy bạn thấy đây là hai cái tiền nhân cái đây, tiền nhân được ở đây, và tiếp tục nó phân chia sau 24 tiếng nó thành phôi hai tế bào, và tiếp tục cái phôi nó phân chia rất mạnh để nó tạo thành 4 tế bào và tiếp tục 8 tế bào trong ngày 2 đến ngày 3. Sang ngày thứ tư thì nó có thể là 18 đến 32 tế bào, và nó cái ranh giới giữa các tế bào thì nó bị xóa nhòa, không còn rõ nữa. Và đến ngày năm thì bắt đầu nó tiết dịch, nó tạo thành cái khoáng phôi nang. Cái khoáng phôi nang này nó sẽ tăng dần về mặt kích thước, tăng áp lực ở bên trong thì nang, và nó làm cho cái kích thước cái nang nó căng rất to, và đến cái mức mà nó không thể chịu được nữa thì nó sẽ vỡ cái nang này, và nó giúp cái phôi nang này thoát màng ra ngoài, là cái điều kiện cơ bản để giúp cho cái phôi nang có thể làm tổ. Cái sự kiện mà đáng lưu ý ở cái giai đoạn phân chia trước làm tổ á, là cái sự phân chia bất thường và tạo thành sinh đôi. Sinh đôi đây là sinh đôi cùng trứng, có ba cái thời điểm khác nhau để tạo ra sinh đôi cùng trứng. Nếu mà sự phân chia nó độc lập ở giai đoạn sớm, tức là khoảng ngày thứ ba, hai cái nhóm tế bào nó tách ra và nó chia thành hai cái phôi nang khác nhau, thì cái sinh đôi cùng trứng này là hoàn toàn là độc lập với nhau, tức là mỗi cái thai phát triển nó có cái bánh nhau riêng, buồng ngủ riêng, và nó không có liên quan gì với nhau cả. Nếu cái hiện tượng này, phân chia này nó diễn ra muộn hơn khoảng đầu ngày năm, thì nó sẽ làm hai cái phân thái tiếp theo nó có thể trúng một phần, có thể là trúng buồng ối, hoặc là thể trúng bệnh nhau. Nhưng mà nếu sự phân chia này mà nó diễn ra muộn hơn nữa, tức là 6 ngày năm nữa, thì cái phôi nang mà nó cùng phát triển cho hai cái thai, nó sẽ dẫn đến những cái bất thường mà do dùng chung, và mình hay thấy những cái hậu quả là cái thai nó dính nhau. Như vậy nếu mà phân chia mà càng muộn thì cái nguy cơ nó càng cao cho cái sinh đôi cùng trứng. Đồng thời với sự phân chia của phôi thì nó phải di chuyển, tức là trên đường sinh dục nữ á, thì sau khi cái noãn nó phóng ra từ cái nang, nó đi vào trong đoạn mỏng của voi tử cung, nó sẽ thực hiện thụ tinh và tinh trùng ở đây, và sau đó nó vừa phân chia vừa di chuyển vào bên trong buồng tử cung. Khoảng 4 ngày thì cái phôi dâu, đây phôi dâu nó đến được buồng tử cung, và khoảng 5 ngày rưỡi sau khi thoát màng thì nó sẽ tiếp xúc với niêm mạc tử cung để làm tổ. Điều kiện làm tổ thì trên niêm mạc tử cung nó phải biến đổi phù hợp, người ta gọi là giai đoạn cửa sổ làm tổ. Cửa sổ làm tổ là một cái biến đổi trong chu kỳ trải qua giai đoạn tăng sinh để phát triển bề dày của niêm mạc tử cung, sau đó chuyển dạng chế tiết trong khoảng 5-6 ngày. Đó.
và cái điều kiện mà phát triển đầy đủ, nó phải chế tiết đầy đủ. Và cái cửa sổ lâm tổ này nó chỉ khoảng 2 đến 3 ngày thì phôi nó phải tiếp xúc với niêm mạc tử cung ở giai đoạn cửa sổ lâm tổ thì nó mới có thể là gắn trên niêm mạc tử cung được. Cái việc lâm tổ của cái phôi thì nó có rất nhiều cái, nhưng ở đây thì chỉ tóm tắt ở ba cái hiện tượng chính. Hiện tượng thứ nhất là hiện tiệp mục của phôi nang, nó sẽ có những cái ly găng, là những cái cổng tiếp xúc giữa cổng của cái phôi nang và cổng của niêm mạc tử cung. Sau đó nó sẽ dính, gọi là kết dính trên niêm mạc, và có sự liên kết chặt chẽ giữa niêm mạc tử cung và các cái tế bào của phôi ở bên ngoài, tức là nguyên bào phôi đấy. Và sau đó là sự xâm nhập, là cái phôi nó có xu hướng nó lấn sâu vào bên trong niêm mạc tử cung, và đồng thời niêm mạc tử cung nó cũng che phủ luôn cái phôi để nó vùi lấp cái phôi vào bên trong niêm mạc luôn, để mà diễn ra cái sự lâm tổ. Thì ở đây mình thấy cái phôi nang mà thoát ra thì nó có khối tế bào trong và các cái tế bào nguyên bào nuôi ở bên ngoài. Cái khối tế bào trong sẽ là cái cơ sở để phát triển thành cái phôi thai sau này, còn cả cái nguyên bào nuôi thì nó là cái phát triển cái phần phụ của cái thai. Cả cái nguyên bào nuôi thì nó sẽ biệt hóa thành hai loại nguyên bào, nguyên bào nuôi hợp bào và nguyên bào nuôi tế bào, và nó sẽ lẫn vào bên trong cả cái niêm mạc của tử cung. Ngày 7 sau khi thụ tinh thì cái phôi nó nằm một nửa trong một nửa ngoài, tức là một nửa bên trong niêm mạc tử cung, một nửa là nằm trong lòng tử cung. Kể cả cái nguyên bào nuôi thì nó gồm có là nguyên bào nuôi hợp bào là một cái màu xanh lục này, và cái nguyên bào nuôi tế bào xanh lam này. Còn cái cực phối thì nó có biệt hóa thành hai lớp tế bào là ngoài bì phôi và nội bì phôi. Ngày thứ 9, tức là nếu mà chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ 28 ngày, họ rụng từ ngày 14, lúc này khoảng 23, 24, thì cái phôi nó nằm hoàn toàn ở bên trong niêm mạc tử cung rồi. Cái niêm mạc nó đã vùi vùi cái phôi vào bên trong. Tuy nhiên là mẹ em thấy ở đây là các mạch máu của người mẹ thì nó vẫn chưa có sự liên kết giữa máu mẹ và các cái nguyên bào nuôi của cái phôi. Sáng ngày thứ 12 thì rất nhiều các cái nguyên bào nuôi, tức là cái phần của phôi ấy, thì nó đã liên kết vào máu mẹ và có thể bắt đầu cái sự chế tiết những cái sản phẩm của nguyên bào nuôi vào trong máu mẹ. Đến ngày thứ 13, tức là kể từ ngày thụ tinh được 13 ngày, tương ứng với chu kỳ 28 ngày thì nó khoảng ngày 27 27 hoặc là đến cái ngày mà chuẩn bị cầu kinh đấy, thì lúc này gần như toàn bộ cái phần nguyên bào nuôi nó đã tiếp xúc với máu mẹ, tạo ra những cái cấu trúc hô huyết là các liên kết giữa mẹ và thai. Bên trong là cái phôi nó vẫn hai lớp tế bào ngoài bì phôi và nội bì phôi. Lúc này thì những cái sản phẩm của gái rau chắc chắn nó đã chế tiết ở trong máu mẹ. Sản phẩm gái rau đó là cái hạt CR, hormone hướng sinh dục nhau thai của người. Cái hạt CR nó có hai cái tiểu đơn vị là tiểu đơn vị alpha và beta. Thì cái beta của hạt CR là nó giống như đúc với LH, còn cái alpha thì nó cũng rất giống đến 80%. Như vậy cái chức năng sinh lý của hạt CR nó rất giống với LH, nó giúp cho duy trì hoàng thể, tiếp tục chế tiết các cái hormone sinh dục của hoàng thể như là estrogen, progesterone để giúp cho cái niêm mạc tử cung phát triển. Và cái sự hiện diện hạt CR ở trong máu của người mẹ thì nó sẽ thải qua đường tiểu, và thường người ta sẽ thử cái hiện diện hạt CR trong đường tiểu bằng các cái que thử định tính. Khi mà có lên hai vạch tức là có hiện diện hạt CR, đó là dấu hiệu của có thai. Cái cấu trúc liên kết mẹ thai cơ bản là cấu trúc gai rau á, thì mình có cái máu mẹ là hô huyết ở đây, và ở bên trong là máu có là cả cái máu mạch của cái gai rau, từ liên kết với tụ hợp lại thành cái mạch máu vào dây rốn. Thì ngăn cách giữa máu mẹ trong hô huyết và cả cái máu mạch của các gai rau á, là một cái hàng rào
hàng rào ngăn cách đó là hai lớp tế bào, nguyên bào nuôi hợp bào và nguyên bào nuôi tế bào. Như vậy thì không có sự thông thương giữa máu mẹ và máu con, nhưng mà cái trao đổi giữa máu mẹ và máu con là một cái cơ chế khuếch tán đơn giản từ nồng độ cao đến nồng độ thấp. Tức là máu mẹ mà có oxy cao thì nó sẽ truyền qua cho con và cả cái CO2 cao thì đẩy lại cho mẹ, và hay là cả chất dinh dưỡng đồng vậy. Tuy nhiên hàng rào này nó giúp bảo vệ cả cái tác nhân bất lợi, ví dụ như là vi khuẩn hoặc là cả cái thuốc trọng lượng phân tử cao v.v. Đó là một số cái vấn đề chính mà thay một hệ thống lại có thể là không mới, bởi vì mấy bạn đã học khá nhiều rồi, thậm chí là học từ phổ thông học về các cái một môn cơ sở, cho nên là cái kiến thức này không mới. Nếu mà mấy bạn muốn đọc thêm nữa hoặc là cần nghiên cứu sâu hơn thì thầy có thể giới thiệu một số sách để mấy bạn đọc. Tuy nhiên với yêu cầu của ý 4 thì như vậy, với giáo trình của bộ môn như vậy là đủ. Mấy bạn muốn hỏi cái gì liên quan đến cái nội dung này không? Còn bạn hỏi là một hai hạt series âm tính. Thật sự cái âm tính, nếu mà nói về định tính á, thì nó cái độ chính xác nó tương đối thôi. Cái que thử này á, là nó sẽ báo dương tính khi mà cái nồng độ hạt series beta hạt series đấy tối thiểu là 25 mili đơn vị trên mili. Trong nhiều trường hợp mà mình nghi ngờ cái que nó không chính xác thì mình phải thử máu nha. Nhưng khi thử máu là chắc chắn, nếu mà đã có thai thì chắc chắn là phải có hiện diện của HCG trong máu của người mẹ. Khi nghi ngờ thì mình làm định lượng ha, chứ mình cũng phải định tính như cái que thử thông thường. Trong cái giáo trình thì thầy cũng có để một số cái hình từ cái bài giảng, nhưng mà không có tất cả, chỉ có được một số cái cơ bản thôi. Vì bài giảng thì giảng bằng hình, nhưng mà giáo trình thì phần chữ là chủ yếu. Không hỏi gì ha. Que thử hai vật mà không có thai, tức là ngược lại đấy. Thông thường là que thử là nó cái nồng độ thì HCG nó cao thì cái que thử nó mới lên vật đỏ. Về mặt lý thuyết thì nó đã lên vật, tức là có hiện diện cái HCG rồi. Nên thường nó là sai, chỉ chưa phát hiện được không thôi chứ đâu. Thật sự độ nhạy với độ đặc hiệu của thử thật sự là rất cao, vì bây giờ cả cái chất lượng của cả cái que thì nó rất là tốt. Tuy nhiên là đôi khi là vì cái vạch thứ hai là nó không có rõ, đôi khi có người thì thấy nó lên mờ rồi chẳng hạn, cái đó không rõ là thật sự phải là cái vạch hay không. Những trường hợp nghi ngờ thì mình nên làm cái xét nghiệm máu để định lượng. Còn mà nó đã lên hai vạch rất là rõ thường là hẳn có sai, khi mà gọi là hẳn có dương tính giả, âm tính giả là nghĩa là nó chưa đủ để mức để cái vạch rõ thôi. Thật sự khi mà nó đã lên hai vạch mà rõ rồi á, thì khi đó chỉ cần siêu âm là thấy cái thai trong buồng tử cung luôn rồi, chứ còn
chỉ là những cái que thử sớm thì cho biết nữa đâu. Thì người phụ nữ mà để kinh khoảng 3-4 ngày thôi là siêu âm đường âm đạo là đã có thể thấy cái tủy thai trong buồng tử cung rồi. Beta HCG dùng trong double test. Bạn Hoàng Long hỏi một câu phải nói rất là sâu tức là double test phải giải thích cho mấy bạn khác hiểu một chút là một cái test để giúp sàng lọc thai ở cái quý 1 của thai kỳ nhằm mục đích là phát hiện cái nguy cơ của thai kỳ là có cao không, nguy cơ là các bất thường của thai đấy. Thì cái hiện diện của HCG ở cái giai đoạn quý 1 là nó khác với cái giai đoạn mà mình chẩn đoán thai. Thật ra là đây là một cái hướng mà gần đây người ta tập trung rất là nhiều, đó là cái sự xâm nhập của gai rau vào trong niêm mạc tử cung của người mẹ là có tốt hay không. Đây là cái cơ chế mà nó dẫn đến rất là nhiều cái bệnh lý khác nhau, ví dụ như là tiền sản giật, thai chậm phát triển trong tử cung, có thể là cả các vấn đề mà về sau về bệnh lý, ví dụ như là nhau bông non, vân vân, kể cả là cả cái bệnh lý mà nó ảnh hưởng đến cái phát triển của thai bình thường hay không. Thì cái này cái beta ở giai đoạn quý 1 là nó mục đích là nó dựa trên cái cơ chế là như vậy, cái xâm nhập của gai rau vào trong niêm mạc thì cũng là có bình thường hay không. Tất nhiên đây chỉ là một trong nhiều yếu tố phối hợp thôi, không phải là thì một cái yếu tố quyết định, và nó bản thân nó hoặc là nó kết hợp với nhiều yếu tố khác cũng không phải là một cái, không thể đưa ra một cái cut off để mà gọi là thường hay bất thường, mà nó chỉ là nguy cơ có cao hay không thôi. Thì cái mục đích của sàng lọc double test là nó như vậy. Không hỏi gì nữa ha. Thôi được. Như vậy thì mình sẽ nghỉ ở đây ha. Còn một câu hỏi nữa. Hạt CR huyết tương trong trường hợp nào thì chỉ định hay là chỉ định thường quy? Tức là ý bạn là định lễ. Không có chỉ định thường quy nha. Thông thường là có thai thì khi người phụ nữ bắt đầu trễ kinh thì họ có thể tự mua que để thử được tiểu để định tính là đủ. Còn khi mà cần thì theo dõi thai kỳ sau khi trễ kinh khoảng 2 tuần chẳng hạn, thì người ta đi khám thai thì siêu âm thai hay là cái khẳng định một cách đầy đủ. Chỉ là cái giai đoạn từ khi bắt đầu trễ kinh đến lúc mà thấy hình ảnh tủy thai mà mình nghi có cả cái thường, thì khi đó người ta mới xét nghiệm máu thôi, chứ không ai đi xét nghiệm máu một cách thường quy. Đây là cái áp dụng cho cả trường hợp là có thai tự nhiên nhé. Còn trong trường hợp thai điều trị, tức là ví dụ thụ tinh ống nghiệm chẳng hạn á, là cái vấn đề khác. Thì khi đó người ta sẽ cần phải biết sớm, biết chính xác, biết các cái rối loạn để mà hỗ trợ cái thai là chuyện khác. Tôi cứ suy nghĩ đi, khi nào có câu hỏi thì sẽ tiếp tục hỏi ở cái buổi khác cũng được.